Truyền thông là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất khi mà công nghệ phát triển như hiện nay. Truyền thông thì vốn là một cái ngành mà nó dựa trên sự phát triển của công nghệ, thì nó lại càng được hưởng lợi từ cái sự phát triển này. Trước đây những cái truyền hình tương tự hay là cái phát thanh tương tự thì những cái thiết bị của nó là rất là nặng nề, đắt tiền, khó di chuyển. Thì giờ đây với cái thiết bị số ấy, thì nó có thể làm thay đổi lại cái quy trình sản xuất ấy. Trước đây có thể là 4-5 người mới làm được một cái sản phẩm, thì bây giờ chỉ cần một người, tức là nó rút gọn cái quá trình sản xuất ấy lại, tích hợp tất cả các cái phương tiện truyền thống dựa trên một cái nền tảng và của internet và của viễn thông ấy, thì người ta đã tạo ra được một cái sản phẩm mới, người ta gọi là cái sản phẩm đa phương tiện. Cùng một cái sản phẩm ấy thì người ta có thể đọc, có thể nghe, có thể nhìn và có thể xem được những cái đồ họa. Những đồ họa nó làm cho những cái sự kiện nó trở nên, hay là những cái sản phẩm ấy nó trở nên là dễ hiểu hơn, nó có sức thu hút người xem hơn rất nhiều. Khi một cái phương tiện truyền thông mới nó ra đời ấy, thì bao giờ người ta cũng nghi ngờ với sự tồn tại của các phương tiện truyền thông cũ. Tất nhiên là cái truyền thông đa phương tiện hiện nay ấy, thì nó quá mạnh mẽ. Đa phương tiện nó là cái xu hướng, là cái tất yếu của truyền thông. Tất cả các đài truyền thanh, các đài phát thanh, các đài truyền hình hiện nay ấy, thì đều phải sử dụng cái kênh đa phương tiện để hỗ trợ cho cái sự phát triển của chính bản thân mình. Truyền thông đa phương tiện nó là cái xu hướng tất yếu. Tất nhiên khó có thể nói rằng là khi mà xuất hiện cái truyền thông đa phương tiện này thì truyền hình, phát thanh hay là báo in mất đi. Nhưng mà rõ ràng là họ đã có những cái đối thủ rất là ghê gớm để và bắt buộc họ phải chuyển mình. Bắt buộc phải chuyển mình theo cái xu hướng ấy. Truyền thông đa phương tiện đang là một cái xu hướng rất yếu của thời đại. Muốn học truyền thông đa phương tiện, trước hết phải có những cái kiến thức về mỹ thuật, những cái kiến thức về công nghệ thông tin. Trước đây thì người ta đòi hỏi có năng khiếu về cái này, năng khiếu về cái kia, thì bây giờ những cái phần mềm họ hỗ trợ rất là nhiều. Trước đây thì khi mà tuyển chọn vào báo chí chẳng hạn, người ta đòi hỏi có năng khiếu viết báo, nhưng bây giờ anh vào đa phương tiện thì anh không làm được việc này, anh làm việc khác. Dư thừa thì còn lâu lắm thì mới dư thừa được. Cái số lượng chúng ta đào tạo riêng cho truyền thông đa phương tiện hiện nay chưa nhiều.